Chào mừng tất cả các quý phụ huynh cũng như các bạn học sinh, chúng ta đang theo dõi hội thảo chuyên đề một năm học làm artist bứt phá cùng đam mê đồ họa. Thì trong số webinar ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một trong những chương trình mà trong suốt thời gian vừa qua Quang nghĩ là tất cả mọi người đều đang rất là nóng lòng chờ đợi để mà được nghe, để mà được hiểu lý do vì sao mà chúng ta lại học một năm nhưng bứt phá cùng với cái đam mê đồ họa của chúng ta. Thì ngày hôm nay Hằng Lương cùng với Judy Sen School Singapore sẽ mang đến cho mọi người những thông tin phải gọi là không phải là thông tin nữa mà là sự chia sẻ về việc là học một năm thì chúng ta sẽ có được những kiến thức và kỹ năng như thế nào tại Judy Sen School. Đầu tiên thì cho phép quay được thông qua nội dung chương trình của ngày hôm nay. Trước mắt chúng ta sẽ cùng nhau giới thiệu về ban tổ chức và khách mời tham dự. Sau đó sẽ được lắng nghe giới thiệu về Judy Sen School. Thứ ba là tìm hiểu thông tin về các chương trình học một năm của Judy Sen School. Thứ tư là trả lời thắc mắc về việc liệu học một năm có đảm bảo kỹ năng sau khi tốt nghiệp hay không. Và cuối cùng là phần Q&A dành cho các bạn sinh viên và phụ huynh chúng ta đang theo dõi chuyên mục webinar ngày hôm nay. Đầu tiên thì cho phép Quang được xin giới thiệu về ban tổ chức của chương trình webinar ngày hôm nay, đó chính là công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương. Thứ hai đó chính là về khách mời tham dự. Thì chúng ta sẽ có host của ngày hôm nay là Quang, và tên tiếng Anh của Quang là Eric ha. Quang là chuyên viên tư vấn du học thị trường châu Á tại công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương. Và thứ hai là Miss Minh Châu, đại diện tuyển sinh tại Judy Sen School Singapore. Chào Châu. Dạ vâng, xin chào anh Quang, xin kính chào quý phụ huynh và các bạn học sinh. Rất vui là được gặp mọi người trong buổi webinar này hôm nay ạ. Ok, rồi cảm ơn Châu. Một tiếng nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe chị Châu chia sẻ về những thông tin về chương trình học cũng như là liệu học một năm tại Judy Sen School thì các bạn sinh viên sẽ đạt được những kiến thức và kỹ năng như thế nào. Rồi, một hồi chúng ta sẽ gặp lại chị Châu ha. Đầu tiên thì cho phép bạn được xin giới thiệu sơ qua về công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương. Đầu tiên thì công ty tư vấn du học quốc tế Hằng Lương được thành lập năm 2004, có giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp cũng như là giấy phép hoạt động tư vấn du học số 4405 cho Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Hiện tại chúng tôi có hai cơ sở, có hai cơ sở, đầu tiên là trụ sở chính ở số 1086 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh và một chi nhánh tại số 16 Đặng Thị Điểm, phường 4, thành phố Đà Lạt. Những bạn nào chúng ta đang có nguyện vọng tìm hiểu du học các quốc gia trên thế giới, các bạn có thể đăng nhập vào website của www.duhochanglương.edu.vn hoặc là vào fanpage của công ty ở Facebook với tên là Du học Hằng Lương. Hiện tại thì Hằng Lương của chúng tôi đang là đại diện của hơn 2.000 viện giáo dục cao đẳng, đại học hàng đầu trên thế giới ở các quốc gia như là Anh, Úc, Mỹ, Canada, Singapore và Malaysia, Thái Lan và Philippines. Hiện tại chúng tôi đã có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và là top 100 công ty có giấy phép hoạt động tư vấn du học đầu tiên do Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cấp, và cũng là đơn vị đầu tiên được cấp giấy phép hoạt động tư vấn du học tại thành phố Đà Lạt cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cấp trong năm 2021 vừa qua. Số lượng sinh viên hàng năm mà chúng tôi trao cơ hội để đi du học là hơn 250 sinh viên đến với các quốc gia như là Singapore nè, Anh, Úc, Mỹ, Canada, Malaysia, Thái Lan và Philippines. Đối với Hằng Lương thì đây là những trên màn ảnh của các bạn, đó chính là niềm tự hào của chúng tôi. Khi mà ở trong suốt quá trình dịch bệnh năm 2020 đến 2021 đó, thì chúng tôi vẫn vẫn được các đại diện trường từ phía Singapore, Malaysia, Anh, Úc, Mỹ, Canada đến với văn phòng để mà trao những phần quà cũng như là trao những cái cúp lưu niệm, những cái gọi là đối tác tuyển sinh chủ lực của các trường. Đó là một trong những điểm mà chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào, cũng cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các trường đã đồng hành cùng Hằng Lương, trong đó có Judy Sen School trong suốt 2 năm 2021 vừa qua, cũng như là những bạn học sinh có được visa du học cho năm 2021 là mà nằm bên hình ảnh về successful visa, thì các bạn có thể thấy là mặc dù dịch bệnh nhưng các bạn vẫn đạt visa và vẫn thực hiện được ước mơ du học của mình. Điều này chứng tỏ là học sinh Việt Nam của chúng ta có được một cái tinh thần học tập rất tốt, mặc dù dịch bệnh nhưng các bạn vẫn không từ bỏ được ước mơ du học của mình. Về tính chất pháp lý của Hằng Lương thì hồi nãy Quang có chia sẻ với mọi người là Hằng Lương hiện tại đang có giấy phép hoạt động tư vấn du học cũng như là giấy phép kinh doanh, và hiện tại đối với mỗi tư vấn viên tại Hằng Lương thì chúng tôi đều được thường xuyên cập nhật những thông tin về du học và được cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học để mang đến cho các bạn sinh viên và phụ huynh những thông tin về chương trình được chính xác nhất và cụ thể nhất, đảm bảo được cái việc là sinh viên và phụ huynh sẽ chọn được cho mình một cái dịch vụ tốt để mà có thể đạt được chất lượng tốt về giáo dục trong tương lai.
Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bước vào chương trình với Mina với chuyên đề là một năm học làm artist bứt phá cùng đam mê đồ họa. Vậy thì chương trình về đam mê đồ họa này sẽ học như thế nào? Và liệu được cái chương trình học một năm tại Judicial Media School thì các bạn sinh viên chúng ta sau khi học xong có đủ điều kiện và đủ kỹ năng để làm việc trong các studio lớn hay không? Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thông qua sự chia sẻ của chị Minh Châu, đại diện tuyển sinh của trường Judicial Media School Singapore nhé. Xin mời chị Châu tiếp tục cái phần chia sẻ của mình ạ. À, dạ vâng ạ, cảm ơn anh Quang. Vậy thì chắc là bây giờ Châu sẽ bắt đầu với cái phần giới thiệu về Judicial Media School nha. Người chờ một chút xíu Châu sẽ chia sẻ cái màn hình. Ok, mọi người đã thấy cái slide của Châu chưa ạ? Anh Quang thấy chưa ạ? Ừ, anh Quang thấy rồi đó Châu ơi. Vậy thì em sẽ bắt đầu giới thiệu luôn nha. Ok Châu. Vâng, vậy thì để giới thiệu về Judicial Media School thì Châu xin phép được mời quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh chúng ta cùng lên con tàu du hành thời gian để quay lại dấu mốc vào đầu những năm 2000. Thì vào cái thời điểm đó thì có một thầy tên là thầy Sen, và thầy là một nhân tố rất là quan trọng đối với sự thành lập của Judicial Media School. Thì thầy Sen là một người Singapore, và thầy từ hồi nhỏ thì thầy đã có cái ước mơ là trở thành một animator, có nghĩa là một nghệ sĩ về diễn hoạt hình ảnh. Và sau đó thì là thầy đã quyết định sang Mỹ du học để mà học về cái ngành nghệ thuật này, và đã đạt được cái ước mơ của mình để trở thành một animator tại một studio nổi tiếng tại Mỹ, tại Canada. Tuy nhiên thì trong cái quá trình mà thầy làm việc ấy, thì thầy có nhận ra một điều, đó là luôn tồn tại một cái khoảng trống giữa cái việc học tập, giữa việc giáo dục và giảng dạy về cái ngành nghệ thuật số với cả những cái công việc, những cái yêu cầu công việc thực tế khi mà các bạn sinh viên tốt nghiệp ra trường, các bạn đi làm. Có rất nhiều bạn sinh viên mà có nghĩa là các bạn đã tốt nghiệp rồi, thế xong rồi sau đó thì có thể là các bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm trong ngành này chẳng hạn, hoặc là có những bạn thì là tìm kiếm được việc làm, thế nhưng mà khi vào studio thì các bạn sẽ phải có bị có lỡ nhịp và bị gặp cái vấn đề là không đủ kỹ năng, hoặc là không đủ những cái kiến thức để mà có thể đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng. Thế thì khi mà nhìn nhận ra cái vấn đề đó thì thầy Sen đã quyết định về Singapore để cùng với những người bạn của mình và đồng sáng lập ra trường 3D Sense Media School. Thì từ đó cho tới nay thì có nghĩa là Studio Sense đã chính thức được thành lập vào năm 2003. Từ đó cho tới nay thì đã là khoảng 18 năm rồi. Và trong suốt 18 năm đó thì Studio Sense tự hào là trường đồ họa lâu đời và chuyên môn hóa nhất tại Singapore, một trong những trường đồ họa lâu đời và chuyên môn hóa. Thế thì cái chuyên môn hóa ở đây có nghĩa là gì? Chuyên môn hóa nó nằm vào cái việc là từ đó tới giờ trong suốt 18 năm thì trường luôn tập trung đào tạo dựa trên cái thực tiễn của ngành nghề trong các lĩnh vực về truyền thông và giải trí sáng tạo. Đây là một cái cụm từ mà có thể là quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh đã nghe ở đâu đó rồi. Thế nhưng mà có thể là mình cũng chưa quen thuộc lắm thì Châu xin giải thích luôn là cái truyền thông và giải trí sáng tạo nó sẽ bao gồm những cái lĩnh vực như là visual effects này, animation này, game art này, motion graphics, toy production, concept design, illustration. Thì những cái lĩnh vực này nó được gọi chung là truyền thông và giải trí sáng tạo. Từ những cái lĩnh vực này thì chúng ta sẽ tạo ra những cái mảng giải trí, như là những cái sản phẩm giải trí như là game này, như là phim điện ảnh này, rồi là chúng ta cũng có thể đóng góp vào cái truyền thông, mảng truyền thông marketing bằng những cái video quảng cáo để giúp các nhãn hàng họ có thể bán được sản phẩm đó. Thế thì với cái định nghĩa này thì Judicial Media School từ đó tới giờ đã cực kỳ chuyên môn hóa và tập trung vào cái mảng truyền thông giải trí sáng tạo. À, còn một cái mảng nữa đó là concept design illustration thì vừa rồi là hình như Châu có đọc thiếu một chút. Ok, thế thì
Như mọi người có thể nghe vừa rồi là Châu có giới thiệu về thầy Sen đúng không ạ? Thì bản thân thầy Sen cũng là một nghệ sĩ ở trong cái ngành truyền thông giải trí sáng tạo, và đặc biệt là cái chuyên ngành thầy sẽ liên quan đến diễn hoạt, có nghĩa là animation đó. Thế thì ngoài thầy Sen ra thì tại 3D Sense cũng có rất nhiều những cái nghệ sĩ, mà kể cả là họ không phải là giảng viên giảng dạy mà là những nhân sự ngoài giảng dạy, thế nhưng họ cũng là những nghệ sĩ đã làm việc trong ngành này. Bản thân Châu thì khi mà Châu mới bắt đầu cái sự nghiệp của mình thì Châu cũng bắt đầu với cái đam mê đó là thiết kế đồ họa, và từ bé thì Châu cũng đã tự học vẽ rồi, và đến gần đây thì Châu lại tiếp tục học vẽ máy, có nghĩa là hồi xưa thì mình vẽ tay, vẽ trên giấy, vẽ bằng kiểu truyền thống, thế nhưng mà bây giờ mình tiếp tục học vẽ máy vì cái đam mê của mình vẫn luôn tồn tại. Và vì thế nên là ngoài Châu ra thì tại 3D Sense phần lớn các nhân sự cũng là những người mà đã từng làm trong ngành game, từng làm trong ngành điện ảnh, rồi là từng học vẽ máy cũng như là thiết kế đồ họa vân vân. Và vì thế nên là tất cả mọi người đều có chung một cái đam mê về đồ họa số, về đồ họa máy tính và nghệ thuật. Thế nên là với cái đam mê đó thì 3D Sense đã tạo ra một cái cộng đồng được thiết lập bởi artist, được thiết lập bởi những nghệ sĩ và dành cho những nghệ sĩ. Và nếu mà quý phụ huynh có con em cũng như là các bạn học sinh mà có cái đam mê trong ngành đồ họa máy tính này, thì khi đến với 3D Sense thì có thể sẽ thấy rằng là 3D Sense chính là cái cộng đồng artist, cái cộng đồng nghệ thuật đầu tiên mà sẵn sàng giúp đỡ để cho các bạn đạt được cái ước mơ trong ngành đồ họa số của mình. Cái điều này thì cũng dẫn đến một cái sứ mệnh mà Châu có chia sẻ ở đây, đó là 3D Sense chuẩn bị hành trang cho sinh viên bước vào sự nghiệp truyền thông và giải trí sáng tạo. Bây giờ thì Châu sẽ nói rõ hơn một chút về cái sứ mệnh này nhé. Đối với cái sứ mệnh này thì nói một cách khác, đó là 3D Sense đào tạo những cái cá nhân toàn diện và giúp họ đạt được sự nghiệp mơ ước. Thì mỗi khi mà có một bạn học sinh, sinh viên nào đó tìm đến với 3D Sense và hỏi rằng là em muốn đăng ký cái khóa học này về thiết kế ý tưởng chẳng hạn, hoặc là về game art, về đồ họa game, thì Châu sẽ hỏi luôn bạn đó là vậy thì cái sự nghiệp mơ ước của em là gì, sau này em ước mơ trở thành nhân vật nào, làm cái nghề nghiệp gì. Và khi mà Châu biết được cái điều đó thì Châu sẽ coi đó như là cái đích đến, cái mục tiêu của 3D Sense để mà có thể giúp tư vấn cho bạn và giúp bạn vạch ra một cái kế hoạch để đạt được đến cái sự nghiệp của mình, và cũng như là đưa ra cái chương trình 1 năm hợp lý có thể phù hợp với bạn. Thì cái chương trình ở đây là Châu xin nhấn mạnh lại là cái chương trình đào tạo cường độ cao và kéo dài từ 4 tháng cho đến 1 năm, ngắn nhất là 4 tháng, nhưng mà những cái khóa chính, những cái khóa dài hạn hơn sẽ là 1 năm, nhưng mà cũng chỉ 1 năm thôi ạ. Và cái chương trình đó nó sẽ tập trung vào portfolio này, có nghĩa là gần như là cái passport để đưa bạn vào cái thế giới đồ họa khi mà làm việc trong cái ngành này, nó giống như một cái CV đó, và nó cũng là cái phẩm chất để tập trung vào cái phẩm chất, cái thái độ của các bạn khi mà các bạn vào nghề, và cuối cùng là kỹ năng quản lý thời gian, cũng như là đâu đó thì sẽ cần thêm những cái kỹ năng mềm như là kỹ năng thuyết trình chẳng hạn. Thì tất cả những cái này 3D sẽ tập trung trong 1 năm đó để mà đào tạo cho các bạn sinh viên đạt tiêu chuẩn để bước vào cái sự nghiệp mơ ước. Thế thì chắc là còn một xíu nữa là Châu sẽ giới thiệu qua về những cái khóa học tại 3D Sense nha. Thì những cái khóa học tại 3D Sense như Châu có vừa nói là ngắn nhất là khóa 4 tháng, nằm ở góc phải bên trên này là khóa sản xuất đồ chơi, và cũng như là điêu khắc nhân vật, điêu khắc hình tượng. Thì đối với cái khóa 4 tháng này thì nó là một cái thị trường khá là ngách, và dành cho những bạn nào mà có đam mê sản xuất những cái bức tượng nhỏ, những cái đồ chơi để mà có thể bán ra thị trường. Ví dụ như là các bạn hay thấy là chúng ta có những cái bức tượng Iron Man này, rồi có những bức tượng đến Batman này, rất nhiều những cái bức tượng khác mà từ các nhân vật nổi tiếng để chúng ta có thể bán ra thị trường dành cho những bạn fan yêu thích những cái bộ phim và những cái game của các bạn.
Và tuy là vì là nó là thị trường đắt nên là ngày hôm nay thì Châu sẽ không chia sẻ quá nhiều về cái khóa 4 tháng này, mà Châu sẽ tập trung vào bốn cái khóa chính ở đây, đó là những cái khóa mà có kéo dài thời lượng 1 năm. Thì trong bốn cái khóa chính này thì đầu tiên là Châu xin phép chia bốn cái khóa thành ba cái mảng, gần như là có thể chia làm ba cái khâu sản xuất khác nhau. Vì khi mà chúng ta sản xuất một bộ phim hay một game hay là một cái video quảng cáo thì chúng ta đều có một cái quy trình sản xuất rất là cụ thể. Và đối với cả mỗi quy trình sản xuất thì chúng ta sẽ có 3 khâu: một là khâu tiền sản xuất, hai là khâu sản xuất và ba là khâu hậu sản xuất. Thế thì đối với cái khóa concept design illustration ở phía bên trái này, nó sẽ thuộc vào khâu tiền sản xuất. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà các bạn tham gia vào cái khóa học này thì sau này ra trường các bạn có thể mường tượng là chúng ta sẽ làm những cái công việc như là thiết kế ý tưởng này, chúng ta sẽ sáng tạo ra các nhân vật, sáng tạo ra các môi trường, rồi các sinh vật ở trong môi trường đó, thậm chí là chúng ta sáng tạo ra một thế giới, một vũ trụ hoàn toàn mới, để mà đưa ra những cái ý tưởng rất là hoang đường nhưng mà lại rất là thú vị. Đó thì đó là về cái phần thiết kế ý tưởng cũng như là vẽ minh họa. Vẽ minh họa là chúng ta sẽ vẽ ra từ cái thế giới đó, từ những cái nhân vật đó, chúng ta vẽ ra một bức tranh để giúp cho mọi người có thể hình dung, có thể mường tượng được là trong cái thế giới đó thì các sự việc, những cái câu chuyện nó sẽ diễn ra như thế nào. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với khâu sản xuất, là hai cái khóa game arts và khóa visual effects tại đây. Thì cái khóa game arts thì nó sẽ thiên về cái phần là nó sẽ thiên về phần game nhiều hơn. Đối với khóa visual effects thì nó sẽ thiên về phần phim điện ảnh nhiều hơn. Thì cái khóa game arts sẽ các bạn sẽ có hai cái chuyên ngành, đó là dựng hình 3D, là 3D modeling, và animation có nghĩa là diễn hoạt các cái mô hình 3D. Và đối với khóa game art thì các bạn sẽ tập trung học về đồ họa game, từ những cái ý tưởng nhân vật, từ phía bên concept design, từ khâu tiền sản xuất chúng ta sẽ hình tượng hóa nó bằng những cái mô hình 3D, và từ những cái mô hình về môi trường này, những cái mô hình về nhân vật này, về sinh vật này đó, và chúng ta sẽ đưa vào trong game và diễn luyện làm cho chúng cử động như thế nào. Đối với khóa về 3D animation and visual effects thì các bạn cũng sẽ hình tượng hóa những cái ý tưởng 2D thành 3D, nhưng mà đặc biệt là sử dụng cho phim điện ảnh. Các bạn sẽ thấy là những cái mô hình ở trong phim ấy thì thông thường là nó sẽ có độ phân giải rất là cao, trông nó rất là thực tế. Ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy một cái nhân vật là cái nền của cái slide ở đây, đúng không ạ? Thì nhân vật này cũng là một sản phẩm của sinh viên tại 3D Sense, và bản thân nó cũng là một mô hình 3D có cái độ phân giải rất là cao. Đó, và bên cạnh đó thì các bạn cũng sẽ được học về animation để khiến cho nhân vật, cho cái môi trường nó chuyển động. Cộng thêm chúng ta còn có một cái chuyên ngành rất là đặc biệt, đó là chuyên ngành về kỹ xảo điện ảnh. Thì với cái kỹ xảo này chúng ta sẽ tạo ra những cái hiệu ứng rất là bắt mắt, như kiểu là bom nổ này, rồi là lửa cháy này, rồi nước chảy này, rồi là khói bay lên như thế nào, những tòa nhà nó sụp đổ xuống ra sao. Đặc biệt những cái phim về 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 ngày tàn của thế giới, hoặc là những cái phim Marvel, những cái phim về siêu anh hùng, thì chúng ta được mục sở thị những cái màn kỹ xảo rất là hoành tráng. Thì khi mà chúng ta học về visual effects thì chúng ta cũng hiểu được là ồ, làm thế nào để mà họ có thể tạo ra được cái kỹ xảo hoành tráng đến như vậy. Đó, thì đó là cái phần về sản xuất. Thế còn về hậu sản xuất thì sao? Chúng ta có cái khóa đó là Motion and Graphic Design. Thì Motion and Graphic Design hiểu nôm na đó là thiết kế đồ họa và đồ họa chuyển động. Chúng ta sẽ được học về thiết kế đồ họa để có thể hỗ trợ cho các thương hiệu, họ marketing, họ truyền thông về thương hiệu của họ, và cũng như là tạo ra những cái video quảng cáo. Thì tại sao lại gọi là hậu sản xuất? Đó là vì sau khi mà những cái game và phim điện ảnh đã được sản xuất ra rồi và họ đóng gói thành những cái sản phẩm, đúng không ạ? Thì họ sẽ cần phải tung ra thị trường, họ cần phải giới thiệu tới những người chơi, tới người dùng. Và vì thế nên là họ sẽ cần cái khâu là tạo ra đồ họa chuyển động, tạo ra những cái trailer, những cái video quảng cáo để mà có thể quảng bá về cái sản phẩm game hay là phim của họ. Và
không chỉ game hay là phim thôi đâu, mà kể cả những cái sản phẩm như là ô tô này, những cái sản phẩm công nghệ cao, rồi là bản thân những cái sản phẩm về đồ ăn họ cũng cần phải quảng bá. Thế nên là cái mảng này thì trên thực tế nó rất là rộng và rất là tiềm năng. Và tiếp đến ở cuối cùng phía bên tay trái phía dưới chúng ta có cái khóa gọi là Digital Film Production. Thì trên thực tế đây là một khóa nâng cao dành cho những bạn nào mà sau khi đã học một năm tại SUGC đạt kết quả tốt và bạn muốn nâng cao tay nghề của mình lên, thì tới lúc đó trường sẽ xét điểm của các bạn để mà xem là các bạn có thể tiếp tục theo học vào 6 tháng này hay không. Và nếu mà bạn muốn tiếp tục gắn bó để mà đào thật sâu vào những cái kỹ năng của mình thì các bạn cũng có thể cân nhắc cái khóa này. Tuy nhiên là với điều kiện chúng ta đã học một năm tại FreeDesign rồi đó. Vâng, thì đấy là bốn cái khóa, sáu cái khóa tại FreeDesign, và trong đó thì có bốn khóa chính kéo dài một năm và học với dưới cường độ cao. Vâng, thì đó là những cái phần giới thiệu về FreeDesign cũng như là giới thiệu với các khóa học mà FreeDesign đưa ra. Không biết được là quý phụ huynh và các bạn học sinh có câu hỏi gì thì chúng ta có thể để dành ghi ra để đến cuối chương trình là chúng ta sẽ đến với phần Q&A, phần trả lời hỏi đáp nha. Ok, cảm ơn Châu về phần chia sẻ rất là cụ thể về tất cả các chương trình học cũng như là quy trình từ đầu cho đến cuối của một cái sản phẩm chuyên về thiết kế và nghệ thuật. Có thể nói là những chương trình ở 3D Media School của chúng ta có cái sự gọi là chuyên sâu về mặt chuyên môn cũng như là kỹ năng dành cho các sinh viên mà các bạn đang có niềm yêu thích đối với cái mảng là nghệ thuật thiết kế. Vậy thì nãy giờ Châu chia sẻ với chúng ta khá là nhiều những chương trình mà ở đó chúng ta có thể thấy là học chỉ có một năm thôi. Và hầu như trong suốt cái thời gian vừa qua khi mà Quang tiếp xúc với là các bạn học sinh và phụ huynh á, thì họ đều có chung một cái suy nghĩ và cũng có chung một cái câu hỏi là liệu học một năm chương trình như vậy thì sinh viên sẽ đạt được những cái kỹ năng và kiến thức như thế nào? Thì không biết là đối với 3DSEN Media School đã trải qua rất là nhiều thế hệ sinh viên rồi thì cho có thể chia sẻ một chút xíu hoặc là có thể giải thích một chút xíu về cái việc là liệu học một năm như vậy có đủ thời gian để mà sinh viên tiếp thu được hết những kiến thức được nhà trường đào tạo hay không, và sinh viên khi mà tốt nghiệp sẽ có được những kỹ năng như thế nào. Mời chị Châu ha. Vâng, được ạ. Thế thì trước hết là chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu xem là một năm cường độ cao là sao ta, đúng không? Thì khi mà chúng ta hiểu được một năm cường độ cao là như thế nào rồi thì chúng ta sẽ biết được là thế thì trong trong một năm đó thì chúng ta sẽ được học những gì, sẽ có những kiến thức và những cái kỹ năng gì. Ok, thế thì bây giờ Châu sẽ chia sẻ một chút, thêm một chút về cái một năm cường độ cao này. Đó là khi mà chúng ta nhìn lại cái sứ mệnh của 3D Sense ấy, vừa rồi Châu có chia sẻ, đó là đào tạo ra những cái cá nhân toàn diện này và đạt được, giúp họ đạt được cái sự nghiệp mơ ước. Thế thì cái cá nhân toàn diện ở đây đó là nó sẽ dựa trên những rất nhiều những cái yếu tố. Ví dụ như là trong vòng một năm thì Châu có nói là chúng ta sẽ cần phải cải thiện cả về chất lượng sản phẩm này, phải có một cái portfolio thật là ấn tượng, và chúng ta sẽ cần có được cái phẩm chất và cái gọi là thái độ tốt để mà có thể sẵn sàng tham gia vào trong ngành, và cộng thêm với việc mà chúng ta có những cái kỹ năng mềm cần thiết. Thế thì trong một năm mà chúng ta phải cải thiện bấy nhiêu thứ thì có phải là cường độ cao không ạ? Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cần phải nỗ lực rất là nhiều. Chúng ta sẽ cần phải không chỉ là nỗ lực để học về cái phần kỹ năng cứng mà còn cần học về kỹ năng mềm, và cũng như là học cách để mà phối hợp được với những đồng nghiệp của mình trong một cái nhóm làm việc ra sao. Và vì thế nên là 3D Sense gọi đây là một năm cường độ cao, khi mà các bạn phải nỗ lực rất là nhiều, gần như là gấp 3 đến 4 lần khi mà cái kiến thức, lượng kiến thức và lượng bài tập thực hành nó như là 3 đến 4 năm dồn một trong một năm đó. Và vì thế để mà bạn có thể sẵn sàng bước vào cái sự nghiệp của mình thì bạn sẽ phải có những bạn, nếu mà chưa có nền tảng hội họa thì sẽ phải đi từ điểm xuất phát đến một cái trình độ chuyên nghiệp trong vòng một năm thôi. Và đó là cái lý do tại sao mà 3D Sense đã đưa ra một cái lộ trình học tập lý giải, được lý giải bởi việc là chúng ta không chỉ học nửa buổi thôi đâu, mà chúng ta sẽ học toàn thời gian từ thứ hai đến thứ sáu, và từ sáng tới chiều.
lý giải cho cái việc là với cái khối lượng kiến thức như thế thì chúng ta phải dành thời gian rất là nhiều, đầu tư rất là nhiều công sức để mà học tập, và chúng ta sẽ không có quá nhiều cái thời gian rảnh rỗi để mà chúng ta có thể là sáng đi học xong rồi là chiều về chúng ta có thể đi chơi rồi xem phim rồi chơi game, thì điều này hoàn toàn là không đúng. Mà tại JD Sense thì các bạn sẽ dành gọi là 100% cái thời gian để học về nghệ thuật và 1000% tập trung. Thế thì cái 100% đấy là thế nào? Đầu tiên là Châu sẽ nói về các môn học nha. Các môn học tại 3D Sense thì 100% là về nghệ thuật. Các bạn đến đây với 3D Sense là để học về nghệ thuật đúng không ạ? Chúng ta sẽ không học những cái môn như là toán này, như là kinh doanh này, như là lịch sử này. Nếu những bạn nào mà có gọi là hơi yếu một chút trong những cái môn hàn lâm như thế thì chúc mừng các bạn sẽ không phải học những môn đó tại 3D Sense, mà các bạn sẽ được tập trung vào cái đam mê của mình. Nếu các bạn thích vẽ thì các bạn sẽ được vẽ, và các bạn sẽ được vẽ cả tuần luôn, từ thứ hai đến thứ sáu, từ sáng tới chiều, tối về nhà thậm chí mình còn phải làm bài tập, không phải là bài tập đơn giản đâu ạ. Một tuần mình có tới ba bốn môn thì mình có chừng nhiêu đó bài tập cho một tuần đó luôn. Và chúng ta sẽ học về nghệ thuật này. Đối với những cái kỳ sau mà khi mà chúng ta có nhiều thời gian trống tiết hơn để mà làm bài tập thì đó có nghĩa là chúng ta sẽ không đến trường, không học kiến thức, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có những cái yêu cầu về bài tập để chúng ta luyện tập rèn luyện tay nghề của mình thêm. Vì thế nên là các bạn sẽ nhanh đạt đến cái mốc gọi là 1000 giờ luyện tập nhanh hơn. Chúng ta đều biết là các vị nhân thì họ vẫn nói là với 1000 giờ luyện tập thì bạn sẽ trở thành người giỏi nhất trong cái lĩnh vực của mình đúng không ạ? Và sorry, 10.000 giờ. Và vì thế nên là CD quyết định là sẽ giúp bạn đẩy nhanh cái tiến bộ đó để đạt đến cái con số 10.000 nhanh nhất có thể. Và cộng thêm với việc là gì, CD sẽ hỗ trợ cho các bạn có cái cơ sở vật chất, có cái những cái điều kiện cần để các bạn có thể tập trung toàn bộ tâm lực, toàn bộ ý chí vào trong cái việc học tập, học về nghệ thuật, bằng cách là 3DSense cung cấp những cái phần mềm, rồi những cái phần cứng, rồi là cả về chất lượng giảng viên để mà có thể giúp bạn tập trung và giúp bạn bứt phá từ cái đam mê của mình, từ một cái đam mê đơn thuần là có thể giống như Châu, là đơn thuần là chúng ta thích vẽ truyện tranh, và sau đó chúng ta bứt phá biến nó thành một cái sự nghiệp. Thế thì khi mà nói đến cái cơ sở vật chất và chất lượng giảng viên thì Châu cũng sẽ chia sẻ luôn ở cái phần là trong một năm thì các bạn sẽ được những gì. Đầu tiên là về cái cơ sở vật chất thì về phần cứng các bạn sẽ được cung cấp những cái bộ máy tính cá nhân, những bộ PC ngay tại trường, và trong một năm đó chỉ một mình bạn có cái password để truy cập vào máy tính của bạn thôi, không ai khác sẽ có cái password đó. Và nếu mà máy tính của bạn bị hỏng hóc hay làm sao thì bạn hoàn toàn có thể liên hệ với bộ phận IT của 3D Sense để giúp bạn sửa chữa cái máy tính, và trong thời gian mà bạn chờ sửa chữa thì 3D Sense sẽ cấp cho bạn một bộ máy tính khác để bạn có thể tiếp tục làm việc. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần hiểu rằng là khi mà chúng ta học về đồ họa ấy, thì cái máy tính của chúng ta sẽ cần phải có cấu hình rất là mạnh về card đồ họa này, rồi về tất cả những cái thông số khác nữa, thì về RAM này vân vân đó thì đều phải là cấu hình rất là mạnh. Và vì thế nên là 3DSense đã chuẩn bị sẵn cho bạn tại trường luôn là những cái bộ máy case có thông số rất là hoành tráng để bạn sử dụng trong một năm đó. Và bên cạnh đó thì bạn cũng sẽ được hỗ trợ nguyên một cái khu vực làm việc cá nhân, có nghĩa là chúng ta tưởng tượng rằng khi mà chúng ta vào làm việc ở studio thì chúng ta sẽ có một cái bàn làm việc của riêng mình đúng không? Thì tại CDSense cũng vậy, bạn sẽ có một cái bàn làm việc của riêng mình. Và trong một năm đó thì chỉ có một mình bạn sở hữu cái khu vực đó thôi, nên bạn có thể thỏa sức trang trí theo ý muốn. Chúng ta có thể treo một cái poster về Pokemon này, hoặc là chúng ta có thể mang một bé thú bông đến để ôm trong quá trình mà chúng ta làm việc, đặt lên đồi đúng không ạ? Hoặc là bạn có thể
Có cái bộ bàn phím tô của riêng bạn này, rồi là có những cái figurine, những cái bức tượng mà bạn thích, bạn hoàn toàn có thể trang trí khóc lên cái khu vực làm việc của mình, miễn là làm sao bạn cảm thấy thoải mái nhất và cảm thấy là mình có thể làm việc được hiệu quả nhất đó. Và bên cạnh đó thì đó là về phần cứng, và bên cạnh đó thì về phần mềm thì chắc chắn là 3DSense cũng trang bị cho bạn toàn bộ những cái phần mềm mà bạn cần. Thông thường thì là trong một khóa học chúng ta sẽ cần phải dùng ít nhất là 3 đến 4 phần mềm, và vì thế nên là cái chi phí này, nếu mà bạn không phải là bạn đã đi làm rồi và bạn có kinh phí, hoặc bạn làm trong studio và được studio cấp cho bạn, thì cái chi phí này cũng rất là lớn. Nhưng mà khi mà bạn đến với 3DSense thì 3DSense cũng cover toàn bộ chi phí đó rồi, và bạn sẽ được thoải mái sử dụng không chỉ tại trường mà còn có thể dùng cái key bản quyền đó để đem về sử dụng trên laptop cá nhân và làm bài tập ở nhà nữa. Và nếu mà bạn nào, đặc biệt nếu bạn nào mà sử dụng cái phần mềm Houdini khi mà tham gia cái khóa học về 3D animation và visual effects, thì bạn cũng sẽ có thêm một năm bản quyền Houdini nữa, sẽ rất là tiện lợi cho bạn khi mà bạn chưa vào làm việc tại studio nhưng mà bạn vẫn cần cái công cụ làm việc cá nhân đó. Và bên cạnh đó thì là 3DSense cũng đầu tư vào chất lượng giảng viên. Thì trước khi mà đến với chất lượng giảng viên thì Châu sẽ chia sẻ về cái cách mà 3DSense thiết kế ra cái chương trình cường độ cao một năm này nhá. Ok, thì vừa rồi là Châu có nói là gì? Giải thích về cái chương trình cường độ cao là tại sao nó là cường độ cao, đúng không ạ? Chúng ta học rất nhiều kiến thức, tiếp thu rất nhiều kiến thức trong một năm, và để thiết kế ra, tuy nhiên những cái kiến thức nó không chỉ là có nghĩa là sắp xếp một cách hỗn loạn, mà được dựa trên được xây dựng dựa trên những cái tiêu chí lựa chọn ứng viên của các studio. Tại vì các bạn cũng hiểu rằng là cái mong ước của các bạn là trở thành người được làm ở chuyên nghiệp ở trong những cái studio, rồi là thậm chí là mở ra những cái studio của riêng mình ở trong cái ngành đồ họa số. Thế thì 3DSense để mà giúp các bạn đạt được điều đó thì sẽ phải thiết kế ra một cái chương trình một năm gắn chặt với cả cái tiêu chí lựa chọn ứng viên của các studio. Đó là thứ nhất là về chất lượng tay nghề, thứ hai là về số lượng, và thứ ba là về tốc độ. Đầu tiên về chất lượng tay nghề thì các bạn cũng hiểu là như Châu có chia sẻ, chúng ta sẽ cần tạo ra một cái portfolio thật là ấn tượng, có những cái tác phẩm mà chúng ta tạo ra trong vòng một năm đó nó phải thể hiện được là những cái khả năng của chúng ta tới đâu, và chúng ta có thể làm ra đa dạng những cái tác phẩm để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng như thế nào. Thì đấy là chính do Thì là lý do tại sao mà CD Sense đặc biệt đầu tư vào cái chất lượng tay nghề của các bạn, đầu tư để giúp bạn tạo ra được một cái portfolio hoàn chỉnh. Thế thì bên cạnh cái cơ sở vật chất về phần cứng này, về phần mềm này, CD Sense còn đầu tư vào chất lượng giảng viên. Các bạn khi mà đến với 3DSense thì có thể yên tâm rằng là giảng viên tại 3DSense đều là những người kỳ cựu, đã làm trong ngành nhiều năm và đặc biệt là làm với những studio lớn lớn. Ví dụ như là đối với những bạn nào mà tham gia cái khóa Concept Design and Illustration, các bạn sẽ được học với cả Art Chom, với cả Kai Lim, với cả Kendrick Lim, hay còn có nghệ danh là Kung Pa đó. Thì họ đều là những người mà đã làm với cả Marvel Studio, cả DC Studio, và làm việc với rất nhiều những cái studio khác nổi tiếng trên thế giới. Rồi về mảng motion graphic design thì chúng ta sẽ có những giảng viên mà đã làm việc với Carbon Studio, mà họ là người đứng sau những cái dự án của Google, của Facebook, rồi là của Uber, rồi rất nhiều những cái kênh về truyền thông, về truyền hình khác như là Discovery, HBO, vân vân. Và với cái profile khủng như thế thì các giảng viên tại 3DSense họ cũng muốn đến với 3DSense vì họ tin vào cái triết lý của niềm đam mê. Họ tin rằng là với chung một cái đam mê thì họ có thể giúp cho các sinh viên đạt được đến cái trình độ như họ trong cái thời gian ngắn hơn là họ đã từng trước đây. Tại vì là rất nhiều các giảng viên tại 3DSense thì họ đã tự học và họ đã tự giỏi lên, nhưng mà nó phải mất thời gian rất là lâu, thậm chí là 7 đến 8 năm.
thì tất nhiên là 1 năm thì sẽ chưa chắc đã là đủ, nhưng mà họ sẽ làm cách nào đó để mà có thể truyền tải được kiến thức được nhanh nhất để giúp cho bạn có thể đạt đến cái tiêu chí, cái tiêu chuẩn của ngành được nhanh nhất. Và với cái kinh nghiệm của họ như thế thì họ cũng giúp cho bạn là có thêm được những cái kiến thức về xây dựng cái sự nghiệp của mình ra sao, về việc lập kế hoạch là chúng ta sẽ dần dần phát triển lên như thế nào, chứ không chỉ nằm ở cái chỗ là chất lượng portfolio đâu ạ. Và bên cạnh đó thì là bên cạnh chất lượng giảng viên thì 3D Sense cũng quan tâm đến cái số lượng và cái tốc độ làm việc của các bạn. Có nghĩa là các bạn không chỉ đầu tư vào portfolio thôi đâu, mà các bạn còn cần phải đạt được một cái tiêu chí, đó là chúng ta làm việc trong một cái khoảng thời gian nhất định và vẫn đưa ra được cái sản phẩm mà đạt chất lượng này, và có đưa ra được nhiều sản phẩm khác nhau, có cái số lượng cũng lớn. Tại vì là nó do một cái bản chất của cái ngành này, cái ngành truyền thông là giải trí sáng tạo. Khi mà các bạn vào ngành làm việc rồi thì các bạn sẽ thấy là thông thường các khách hàng á, họ hay đến và họ bảo là: "Ô, em ơi, chị có một dự án rất là gấp á, bây giờ em có thể làm nhanh cho chị trong vòng 2 tuần mình xong cái dự án này được không?" Hoặc là thậm chí có những cái trường hợp mà họ còn nói là gì: "Ôi em ơi, trong 1 tuần có xong được cho chị không, hay là mấy ngày cũng được, mấy ngày thì càng tốt." Tại vì là làm sao, họ làm trong một cái ngành nghề mà về game chẳng hạn, năm nào chúng ta cũng sẽ có phải phải có sorry không phải là năm nào đâu, mà ví dụ như là Genshin Impact nha, chúng ta sẽ cần phải có cái bản cập nhật trong vòng 3 tuần thôi, trong vòng 3 tuần là chúng ta phải có một bản cập nhật mới rồi. Thế thì nếu mà chúng ta làm một dự án mà trong chúng ta mất đến 3 4 tháng thì làm sao mà chúng ta đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, đúng không ạ? Và bên cạnh đấy thì chúng ta có những cái bộ phim Marvel, những cái bộ phim DC thì hàng năm họ sẽ có rất nhiều những cái tập phim, những cái season mới để chúng ta xem, rồi là bản thân Netflix cũng thế. Netflix bao giờ họ cũng phải cập nhật phim để mà cho ra những cái season mới thật là nhanh. Vì thế nên là nếu mà chúng ta không đạt được tốc độ cũng như là không đạt được cái số lượng về sản phẩm thì chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau trong cái ngành này, và rất khó để mà chúng ta có thể tìm được công việc. Chính vì thế nên là 3DSense khi mà xây dựng cái chương trình 1 năm này cũng giúp cho các bạn có thể đạt được số lượng và tốc độ bằng cách nào? Bằng cách là đưa ra cái môi trường làm việc rất là được mô phỏng từ cái môi trường làm việc trong studio, và cộng thêm với việc là đưa ra những cái đồ án rất là thực tiễn, rất là giống với cả những cái dự án mà bạn nhận được khi bạn đi làm. Thế thì cái mô phỏng như thế nào? Có nghĩa là các sinh viên khi mà đến với 3DSense á, thì các bạn sẽ không chỉ được coi là một sinh viên đơn thuần thôi đâu, mà các bạn sẽ được coi như là những nhân sự làm trong studio. Đó, các bạn thấy không? Ngay từ cái PC, ngay từ cái khu vực làm việc, các bạn đã có cái khu vực làm việc cho riêng mình rồi, và cộng thêm ở đó thì các bạn được làm với những cái giảng viên là top đầu ngành, và các giảng viên đó thì giống như là sếp của bạn, họ sẽ đưa ra những cái bài tập để các bạn có thể học hỏi từ đó, có thể nâng cao tay nghề. Và bên cạnh đó thì là những bài tập này không hề ít đâu ạ. 1 tuần thì chúng ta đã có 3 đến 4 môn học rồi, và trong 3 đến 4 môn học đó môn nào cũng sẽ có bài tập trong cái tuần đó, và chúng ta phải đáp ứng được yêu cầu, có nghĩa là tiến độ, ví dụ như là một bài tập dài hạn chẳng hạn thì ít nhất là sau 1 tuần chúng ta phải có được cái ý tưởng của chúng ta này, chúng ta phải có đầy đủ những cái tài liệu tham khảo để mà chúng ta có thể thiết kế ra một nhân vật ra sao, và trong tuần tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ được những cái bản phác thảo như nào đó, và nó sẽ theo những cái lộ trình như vậy, và các bạn phải hoàn thành được đúng tiến độ và vẫn đảm bảo được chất lượng của tất cả các môn. Như vậy thì nó tạo ra một cái áp lực rất giống với cả một cái áp lực mà các bạn sẽ phải đối mặt khi mà các bạn đi làm tại studio đó. Thì có thể là Châu sẽ chia sẻ rằng là cái áp lực đó này cộng thêm với những cái người sếp mà là những top đầu ngành như thế, cộng thêm với cái môi trường mà các bạn làm việc, nó giống như là 1 năm các bạn đi thực tập. Tại 3DSense không hề có chương trình thực tập, nhưng nếu mà bạn học tại 3DSense 1 năm thì cũng như là các bạn đang trải qua một cái chương trình thực tập vậy, và sau 1 năm không những cái tay nghề của bạn có thể tốt lên nếu mà bạn nỗ lực
rất là nhiều, bạn cũng cố gắng để mà có thể theo kịp được cái tiến độ đấy, thì tay nghề bạn sẽ tốt lên, và thậm chí là bạn còn sẵn sàng đương đầu với cái thử thách khi mà đi làm để giúp cho bạn từ đó được gia tăng cái cơ hội trúng tuyển khi mà bạn apply vào những cái công việc khác nhau và có thể bắt đầu được sự nghiệp của mình một cách suôn sẻ nhất. Thế thì như vậy, Châu xin tóm tắt lại một chút là một năm cường độ cao tại CVC sẽ giúp bạn đạt được những cái tiêu chí lựa chọn ứng viên của các studio, đạt được những cái yêu cầu, đáp ứng được những cái yêu cầu của các nhà tuyển dụng, và từ đó có thể có được công việc mà mình mơ ước sau một năm học tại CVC. Vâng ạ, thế thì không biết được là cái chia sẻ đó thì có giúp cho quý phụ huynh và các bạn học sinh hiểu hơn về cái chương trình một năm cũng như là những gì mà các bạn học được trong một năm đó không? Anh Quang thấy thế nào ạ? Thật ra là nãy giờ lắng nghe Châu chia sẻ về cái việc là chúng ta sẽ học như thế nào và cường độ cao ra sao, cũng như là cái việc mà các bạn sinh viên sẽ được trải nghiệm những gì tại JD School á, thì anh thấy khá áp lực. Thật ra là cái việc mà chúng ta học cường độ cao trong một năm để đạt được những cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn thì thật sự nó vô cùng là tốt dành cho sinh viên của chúng ta, nhất là đối với những bạn mà chúng ta thật sự có niềm đam mê đối với cái khối ngành thiết kế về nghệ thuật này. Có lẽ là các bạn sinh viên của chúng ta sau khi nghe được cái chương trình học như vậy, cũng như là cái thời lượng chúng ta học, cũng như là những cái áp lực mà chúng ta sẽ gặp phải trong suốt quá trình học á, thì anh nghĩ là các bạn sẽ có đôi chút những cái sợ hãi. Đầu tiên sẽ là sợ hãi vì là hầu như phải nói là các bạn sẽ học tập trong một cái môi trường và nó là rất là áp lực, bởi vì những giảng viên là những cái người có kinh nghiệm lâu năm và là những người làm việc trong ngành này cũng khá lâu, và đâu đó họ là những cái người leader và những cái người dẫn đầu trong cái lĩnh vực mà họ đang gọi là theo đuổi. Thì các bạn sinh viên của chúng ta khi đang học đối với những người đã có quá nhiều kinh nghiệm trong và cũng có nhiều năm kinh nghiệm trong cái việc mà làm việc với những cái studio lớn á, thì chắc chắn các bạn sẽ học được một thứ, đó chính là học cách chịu được áp lực để mà làm việc sau này cho những cái studio lớn. Vì các bạn cũng thấy là làm việc ở những môi trường lớn, những cái nơi mà họ mang đến sự thành công lớn cho những cái bộ phim hay là những cái game hay là những cái sản phẩm mà khách hàng đặt trước đó, thì luôn luôn sẽ có để áp các bạn vô một cái là deadline, các bạn phải chạy deadline đầu tiên. Đó là một cái đầu đầu tiên các bạn sẽ phải gặp mặt khi mà các bạn học tập cũng như là làm việc sau này, sẽ phải chịu được áp lực cái đầu tiên nè. Cái thứ hai nữa là cái việc mà các bạn sẽ phải gò mình vào việc là sẽ phải sản cái sản phẩm đầu ra của mình sẽ phải là một sản phẩm gọi là chất lượng, phải đạt yêu cầu để mà cái nhà tuyển dụng họ có thể nhìn thấy được tiềm năng của các bạn, thì họ sẽ có thể thuê các bạn để mà làm việc. Thì đâu đó với hai cái mà anh cảm thấy là trong suốt quá trình học các bạn học ở Suzy Media School các bạn sẽ học được đó, đó chính là về chịu áp lực và thứ hai là chất lượng sản phẩm đầu ra. Đây là hai điểm mà có thể nói là quyết định rất cao về cái sự thành công của các bạn trong cái việc làm sau này. Và hầu như các bạn đều có thể thấy trong suốt cái quá trình mà chị Châu chia sẻ là chúng ta buộc sẽ phải có một cái portfolio. Đó là gì? Đó là những cái bài tập mà các bạn sẽ làm trong suốt cái quá trình các bạn học tập. Và đó cũng sẽ là cái đánh giá cuối cùng của nhà tuyển dụng dành cho năng lực của các bạn. Cho nên là việc cái chúng ta học trong một năm cường độ cao như vậy, nói khó thì chắc chắn các bạn sẽ rất khó. Nhưng khi mà các bạn đã trải qua rồi, các bạn đạt được những cái thành tích thể hiện trong portfolio của mình rồi, thì việc mà các bạn đi xin việc thì anh có thể nói là cái tỷ lệ cạnh tranh việc làm của các bạn sẽ rất cao để có thể được làm việc tại những môi trường lớn và cụ thể là những cái studio lớn trong giai đoạn hiện tại mà chúng ta có thể thấy rất phát triển về không chỉ mảng game mà còn ở những cái mảng như là sản xuất đồ chơi. Chúng ta có thể thấy là hiện tại chúng ta có một số những cái studio như là Marvel hoặc DC và có những cái nhà sản xuất game lớn ở Việt Nam như là Vinagame chẳng hạn, thì các bạn có thể đầu quân và làm việc cho những cái nhà sản xuất cũng như những cái studio này. Thì đây là một trong những cái điểm mà anh thấy là sinh viên Việt Nam của chúng ta khi mà nghe đến chương trình học một năm á, không chỉ học sinh đâu mà phụ huynh cũng sẽ rất là lấy làm thắc mắc là liệu một năm như vậy thì con em của chúng ta hoặc là chúng ta có thể đạt được những cái điều chúng ta mong muốn hay không. Nhưng đối với việc mà Châu chia sẻ trong trong cái việc học trong suốt một năm như vậy á, thì chúng ta sẽ không có quá nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi và vui chơi, mà chúng ta chỉ tập trung trau dồi kiến thức của mình để mà sau một năm đó chúng ta nhìn lại để chúng ta thấy được cái level chúng ta tăng được như thế nào. Đó cũng chính là
cái điều mà Hằng Lương và Judy Sen muốn chia sẻ cũng như là muốn giải thích rõ hơn cho quý phụ huynh và các bạn học sinh của chúng ta nắm được là liệu trong một năm học tập cường độ cao như vậy thì sinh viên sẽ có được những kỹ năng gì, và hy vọng là thông qua những cái gì mà nãy giờ Châu và Quang chia sẻ và tổng hợp thì quý phụ huynh và các bạn học sinh của chúng ta có thể nắm rõ hơn về chương trình học của Judy Sen Media School nè, về cơ sở vật chất cũng như là về cái tính chất cường độ cao trong khóa học một năm chuyên về thiết kế nghệ thuật từ sản phẩm đầu vào cho tới đầu ra của Judy Sen Media School là sẽ như thế nào. Vậy thì chắc là sẽ không để cho các bạn chờ lâu nữa, mà Châu ơi, chúng ta hãy cho các bạn học sinh cũng như là quý phụ huynh thấy được thành phẩm của những sinh viên đã theo học tại Judy Sen Media School trong một năm các chương trình học của chúng ta nhé. Nào mời Châu. Vậy thì Châu sẽ chia sẻ một chút về cái một vài cái điển hình nha, một vài cái trường hợp điển hình. Thì đầu tiên là Châu sẽ chia sẻ về cái trải nghiệm học tập tại SweetySense của các bạn sinh viên, cựu sinh viên, và sau đó thì Châu sẽ cho quý phụ huynh cùng với các bạn học sinh chúng ta cùng xem những cái sản phẩm của các bạn sinh viên sau một năm làm được như thế nào. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đến với trải nghiệm học tập. Chúng ta sẽ có một cái video phỏng vấn nho nhỏ. Có lẽ là Châu chưa, chắc là quý phụ huynh chưa nghe thấy tiếng đúng không? Thì Châu sẽ chia sẻ lại màn hình một chút nha. Anh Quang nghe thấy tiếng không anh? Ừ, anh Tiếng nghe thấy tiếng rồi đó chào. I really love how everyone around here is just very passionate about what we're doing, about what they're doing. Everyone's doing different kinds of things, everyone with an artistic sense, approaching things with a burning passion. It's super inspiring to be like all around these people. It's like even the teachers that are like older of age, they still have that passion inside them. Đây đều là sản phẩm của các bạn sinh viên ạ. Đây là sản phẩm của một bạn sinh viên người Việt, thì một lát nữa chúng ta sẽ đến với phần phỏng vấn của bạn. Fundamental. You can come as a beginner. They teach you from the start how to paint, how to do your design, and also the lecturers are great. I was looking for an opportunity to learn more about film and animation, and 3D Sense stood out for me because of the 12-month program instead of the 3 or 4 years like most schools. My goal was to have an impressive demo reel out of 12 months, which seems impossible at the start, but with the help of my lecturer Craig Stevenson and my team members, I got to develop the skills in the expertise area that I wanted. I also learned more what the industry wants from us juniors. 3DSense is a special place for me personally because I can meet like-minded friends and the people that share the same passions as me. And for me, chances like that are really important. Most classes I had in the US, everybody just leaves. Here, pretty much everybody sticks around, helps each other out, and it's pretty sociable. For the teachers, they hang back and make sure everybody knows what they're doing and helps them out if they're having issues. That's hard to come by in teachers. So. Thank you.
feels like a family. Seniors get to interact with our juniors get to interact with our seniors. So it's a nice feeling to be able to learn in and to be able to help each other in. When we're struggling, there's always someone we can ask to help. Vâng ạ, thì thông qua cái đoạn phỏng vấn vừa rồi thì Châu cũng muốn nhắc lại một chút lúc mà bạn Gabriel, bạn ấy có nhắc đến việc là cái cảm giác khi mà tất cả mọi người đều cùng chiến đấu, cùng nỗ lực với nhau, nó giống như là một gia đình. Tại vì là như anh Phan cũng thấy là cái chương trình cường độ cao nó rất là nặng đúng không ạ? Thì chắc chắn là các bạn sinh viên sẽ cảm thấy bị áp lực khá là nhiều. À, tuy nhiên thì là không phải bạn nào cũng có thể tự mình vượt qua được. Vì vậy nên là các bạn sẽ cần có được một cái cộng đồng, một cái gia đình để mà các bạn có thể nhờ cậy sự giúp đỡ. Các bạn có thể nhờ giảng viên này, nhờ giảng viên là bây giờ em đang cảm thấy áp lực như thế, thì thầy có cái cách nào, từ cái kinh nghiệm làm việc rất lâu năm trong ngành của thầy, thì thầy có cách nào để mà vượt qua được cái áp lực đó không? Hay là ví dụ em đang bí ý tưởng, thì có cách nào để mà tìm ra được ý tưởng cho cái bài tập đó không? Tại vì là deadline thì sắp tới rồi. Hoặc là thậm chí là nếu mà bạn cảm thấy quá khó để vượt qua, thì chúng ta vẫn có thể nhờ cậy đến các cố vấn sinh viên của 3Essence, cũng là những người mà bản thân họ đã làm trong ngành nghề này rồi, và họ cũng biết được là nếu mà chúng ta không thể vượt qua thì thường sẽ có những cái hỗ trợ, có những cái giải pháp để giúp cho bạn chậm lại một chút, thay vì là chúng ta phải cố ép bản thân. Thì cái điều này nó rất khác với việc mà khi mà chúng ta làm ở studio thì sẽ rất khó để mà yêu cầu đồng nghiệp, rồi là yêu cầu sếp của chúng ta, yêu cầu khách hàng của chúng ta phải chờ chúng ta, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà bạn đã trải qua cái việc đó ở 3Essence rồi thì bạn sẽ sẵn sàng hơn, bạn sẽ được chuẩn bị tinh thần tốt hơn để mà đương đầu với cái thử thách khi mà bạn đi làm việc thực tế. Và đó thì cũng hy vọng là khi mà các bạn đến với 3Essence, các bạn cũng cảm thấy như là bạn Gabriel ở đây, là cảm thấy như một gia đình, có những chung cái niềm đam mê, chung cái chí hướng với nhau và chia sẻ được với nhau. Dù là chúng ta không có nhiều thời gian để chơi game, để xem phim, nhưng mà mỗi khi chúng ta có một cái bộ truyện tranh gì mới ra lò, hay là chúng ta mua được cái bản cập nhật của game và chúng ta rất là hào hứng với nó, thì chúng ta vẫn có thể chia sẻ với những bạn bè đồng trang lứa, chúng ta vẫn có thể chia sẻ với các anh chị khóa trên, rồi là các bạn trẻ khóa dưới, để mà chúng ta luôn cảm thấy là mình được ủng hộ, dù là cái môi trường nó rất là cạnh tranh. Đó, thì đấy cũng là một cái phần mà Châu muốn nói thêm để mà các bạn hiểu hơn là cái khả năng, dù là chúng ta sẽ có những cái khả năng tiếp thu kiến thức khác nhau, cộng thêm với việc cái khả năng chịu đựng áp lực khác nhau, nhưng mà 3Essence cũng luôn khiến cho cái môi trường ở trong trường học là sao mà nó không bị khô khan, làm sao nó không bị quá là áp lực, để các bạn luôn cảm thấy tận hưởng được cái công việc, cái việc học tập của mình. Vậy thì bên cạnh đó thì vừa rồi anh Quang cũng có hỏi về cái việc là các bạn học được những gì và ứng dụng ra sao trong cái quá trình làm việc á. Thì Châu cũng có một cái video phỏng vấn bạn Amanda, thì chắc là Châu sẽ chia sẻ luôn để mọi người hiểu hơn nha. Bạn Amanda thì là một bạn học trong cái khóa Motion and Graphic Design, là về đồ họa chuyển động. Và bạn Amanda thì bạn cũng có một cái show reel rất là ấn tượng. Thì một lát nữa chúng ta sẽ xem cái reel của bạn sau nha. So it's a very short 1 year program, but it's very rigorous and very intensive. And that's why the classroom environment is actually very authentic. So our lessons and all our projects are all very similar to real life working environment. I learned a lot in terms of motion design skills without feeling very intimidated, because my lecturers are all very, very patient with me. And I also feel that they are very willing to share with us whatever knowledge they have and even their experiences in the industry itself.
3DSense has definitely equipped me well for a career in the motion design industry. As upon graduation, I feel that I'm equipped with technical skills which are very, very relevant and in line with the current industry standards. Aside to that, right, I feel that we are also equipped with soft skills such as creative thinking skills and presentation skills, which are all very, very essential for us. Vâng, thì vừa rồi là bạn Amanda có nhắc đến cái những cái kỹ năng mềm mà sẽ được học tại 3DSense. Thì thực ra là Châu cũng chia sẻ thêm một chút xíu về những cái học phần mà các bạn sẽ được trải nghiệm khi mà các bạn học, không chỉ là ở các môn học mà các bạn còn được gặp gỡ với những chuyên gia đến từ các studio nổi tiếng. Thì tại vì là 3DSense luôn mong muốn là có thể giúp cho các bạn có được cái trải nghiệm thân thực nhất. Và vì thế nên là 3DSense đã kết nối với cả các studio trên thế giới để mà có thể mời họ đến ngay tại trường và chia sẻ với các bạn những cái tip phỏng vấn này, rồi là những cái mẹo để mà các bạn có thể làm cho bài tập của mình tốt hơn. Rồi bản thân họ cũng sẽ đánh giá những cái portfolio của các bạn khi mà các bạn sắp tốt nghiệp. Họ sẽ xem portfolio và họ sẽ chỉ ra cho các bạn là làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện được tốt hơn nữa những cái sản phẩm của mình. Và không chỉ thế, đây cũng là cơ hội để mà họ có thể tìm ra được những cái tài năng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nếu mà bạn đạt được cái kết quả học tập rất là tốt, kết quả ý Châu ở đây là về cái sản phẩm của mình, đúng không ạ? Và cộng thêm với cái thái độ học tập, cái thái độ làm việc nữa, thì họ sẽ cân nhắc để mà tuyển dụng bạn khi mà bạn còn ngồi trên ghế nhà trường. Tất nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc là bạn sẽ phải nỗ lực rất là nhiều thì chúng ta mới có thể gây ấn tượng được với các nhà tuyển dụng khi mà họ đến với trường. Nhưng mà điều đấy cũng đồng nghĩa với việc là 3DSense sẽ luôn ở bên cạnh để hỗ trợ cho các bạn nỗ lực hết mức có thể trong một năm đó. Bên cạnh những cái buổi về studio talk mà trước đây chúng ta có làm offline, thì 3DSense cũng có những cái buổi online để mà đưa kể cả những chuyên gia từ Mỹ, từ Canada, từ Úc, họ có thể chia sẻ với các bạn sinh viên ngay qua nền tảng Zoom. Vì vậy nên là các bạn sẽ được tiếp cận với cả nhiều studio hơn nữa. Như vừa rồi Châu có nói là có cái Studio Carbon, thì Studio Carbon là một studio mà đã làm việc với Google, với Facebook, với HBO, vân vân. Và ở đây chúng ta cũng có một cái sự kiện từ Disney Studio, khi mà 3DSense đã mời được anh Benson Shum, là người mà đã làm cho những cái nhân vật trong phim Disney được gọi là come to life, có nghĩa là được trở nên sống động. Các bạn có thể thấy ở đây là có cái poster của phim Frozen, đúng không ạ? Là một trong những cái bộ phim mà được tất cả rất nhiều bố mẹ và các bạn nhỏ yêu thích. Thế thì anh Benson Shum chính là người đứng sau cái bộ phim này. Và bên cạnh đó thì cũng là những cái buổi talk của các bạn cựu sinh viên từ 3DSense. Bây giờ bạn đang làm tại bạn Davin Saputra thì đang làm tại Bandai Namco, là một studio rất nổi tiếng về game. Và bạn cũng quay trở lại trường để chia sẻ với các bạn trẻ rằng là cái chặng đường khi mà mình tốt nghiệp rồi mình tìm việc ra sao và mình đã nỗ lực như thế nào để bây giờ bạn đã trở thành một trong những cái team lead, có nghĩa là người trưởng nhóm ở Bandai Namco, dù bạn bắt đầu sự nghiệp từ một tuổi rất trẻ, từ năm 19 tuổi đó. Thế thì đây là một trong một vài ví dụ mà 3DSense cũng đồng hành để hỗ trợ sự nghiệp và kết nối chuyên gia, giúp cho các bạn có được những cái sự tiếp cận tốt hơn với ngành nghề, với các chuyên gia và với những cái cơ hội nghề nghiệp. Bây giờ thì Châu sẽ chia sẻ thêm một chút xíu về những cựu sinh viên Việt Nam nha. Thì ở đây là qua các năm thì mặc dù là không có nhiều bạn, rất tiếc là không có nhiều bạn sinh viên Việt Nam biết đến 3DSense, nhưng mà cũng mong là với sự hỗ trợ của Hằng Lương và mong là với cái sức mạnh của công nghệ thông tin thì hiện giờ là sẽ có nhiều bạn được biết đến hơn về 3DSense. Và ở đây là chúng ta cũng có những cựu sinh viên. Vừa rồi thì bạn Lan Vân Lê là bạn đã trả lời phỏng vấn, thì bạn học về chuyên ngành Visual Effects và bạn đã làm Compositor với vị trí là Compositor tại Silver Ant TPI, là một studio nổi tiếng về Visual Effects tại
Malaysia. Và bên cạnh đó thì cũng có anh Ngân Nguyễn là người đã làm việc tại Double Negative tại Anh, và sau đó thì anh đã về Việt Nam và làm trưởng nhóm tại Studio Cycle VFX. Bên cạnh đó thì cũng có bạn Phương Trần là Motion Designer tại Momentum Singapore. Bạn đã quyết định ở lại Singapore để làm việc sau cái quá trình một năm học tập tại 3D Sense, và cũng như là anh Sơn Phạm làm animator tại Spark Virtuous. Trước đây thì là đây là cái công việc cập nhật nhất mà 3D Sense được biết. Bên cạnh đó thì gần đây Spark Team cũng đã đón chào một thành viên đến từ 3D Sense, đó là bạn Văn Hùng Trương. Thì bạn Trương là người mà đã mới tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2021 vừa rồi thôi, và sau đó một tuần thì là Châu nhận được cái tin từ bạn, đó là bạn được trúng tuyển tại Spark Studio, và bạn rất là hồi hộp vì là ngay tuần sau đó thì bạn sẽ đi làm tại Spark Studio. Và Châu để mà có một cái buổi gặp với bạn Trương thì cũng nói là khá là khó đấy, tại vì là bạn Trương ngay từ tuần đầu tiên bạn đã rất là bận rộn rồi và chỉ có thể hẹn gặp Châu vào một buổi sáng thứ bảy thôi. Và trong cái buổi đó thì hai chị em cũng chia sẻ rất nhiều về cái quá trình mà bạn Trương học tập tại 3D Sense cũng như là sau đó về Việt Nam và ứng tuyển vào Spark Studio như thế nào. Và bạn hiện giờ thì bạn Trương vẫn đang làm việc với cương vị là Junior Character Artist, và Châu cũng mong là bạn sẽ có thể có những cái bước đi khởi sắc tiếp theo trong năm 2020 này cùng với cả Spark Team. Và bên cạnh đó thì cũng có bạn Cát Trân. Bạn Trân Nguyễn là học về 3D Modeling và bạn đã quyết định theo học, tiếp tục theo học 6 tháng tại 3D Sense. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua các sản phẩm của bạn Trương và bạn Trân nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có sản phẩm của bạn Trân. Thì phía bên tay trái này là những cái sản phẩm của bạn trước khi mà bạn đến với 3D Sense. Thì các bạn có thể thấy là Trân có một cái đam mê về đồ họa. Tuy nhiên thì khi mà đến về đồ họa 2D và thiết kế đồ họa, khi mà đến với 3D Sense thì bạn đã phát triển cái đam mê đó và chuyển sang đồ họa 3D và học thêm về 3D. Thì đây là những cái sản phẩm của Trân. Đầu tiên là sản phẩm về dựng hình nhân vật 3D. Các bạn có thể thấy đúng không ạ? Đây là một cái nhân vật game rất là đặc sắc, một nhân vật nữ. Và tiếp đến chúng ta có một nhân vật robot cũng rất là ấn tượng từ bạn Trân. Các bạn có thể thấy là từng cái chi tiết, từng cái chất liệu mà bạn Trân tạo ra để thể hiện đây là một con robot cũ kỹ và đã tham gia chinh chiến khá là nhiều lần rồi, nhưng mà nó vẫn còn rất là hùng dũng như thế nào đúng không ạ? Và tiếp đến là chúng ta sẽ xem cái môi trường ở trong game mà bạn Trân tạo ra khi mà bạn tham gia cái khóa Advanced tại 3D Sense nha. Đây là một môi trường trong game mà bạn Trân đưa vào Unreal Engine, là một cái công cụ trò chơi để mà có thể tạo ra những cái hiệu ứng về ánh sáng, về bóng đổ vân vân, rất là chân thực như vậy. Tất cả những cái từng cái viên gạch này là đều là bạn Trân bạn ý dựng 3D ra. Rồi, tiếp đến là chúng ta sẽ có một môi trường nữa từ bạn Trân. Đây cũng là một sản phẩm, nhưng mà là một sản phẩm ở trong nhà đúng không ạ? Bạn ý mô tả từng cái chất liệu vải, rồi là lửa cháy ra sao, chất liệu của cái ấm trà bằng sứ, bằng đồng nó sẽ khác nhau như thế nào. Đó. Thế thì đó là về bạn Trân nha. Bây giờ mình sẽ có cái tác phẩm của bạn Trương. Đối với bạn Trương thì trước đây là bạn có học tại Việt Nam, học một cái trường về đồ họa rồi, và bạn cũng đã thử dựng hình 3D từ trước. Tuy nhiên thì sau đây là cái
thành quả của bạn sau 4 tháng học tại 3D Sense. Bạn đã nâng cấp cái kỹ năng của mình lên thêm, và tiếp đến là sau 12 tháng thì bạn đã tạo ra được những cái nhân vật ở trong game, cộng thêm với những cái môi trường game khá là ấn tượng đối với Châu đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái sản phẩm video show reel của bạn nha. Châu sẽ chuyển sang chia sẻ màn hình ở trên trình duyệt. Ok, đây là demo reel của bạn Trương. Ok, bây giờ có lẽ là Châu sẽ cho các bạn xem một đoạn phim ngắn nha, tại vì nãy giờ thì chúng ta xem cái dựng hình 3D cũng như là những cái về môi trường game khá là nhiều rồi, thì chúng ta sẽ cùng xem một chút về cái mảng animation và một vài cái kỹ xảo thì nó sẽ trông như thế nào. Các bạn chờ một chút xíu để Châu đổi màn hình nha. Đây là một cái bộ phim ngắn đến từ các bạn sinh viên của 3D Sense khi mà các bạn tốt nghiệp và các bạn đã đạt được cái bộ phim ngắn này thì đã được lọt vào vòng chung kết của rất nhiều những cái giải thi phim về sản xuất phim hoạt hình ở trên thế giới, như là giải LA Short International Film Festival hay là cái giải anime Arte ở trên đây.
Đây là một sản phẩm bài tập nhóm do các bạn sinh viên tại 3Sense cùng phối hợp để thực hiện. Thì các bạn là đã tốt nghiệp những cái khóa 1 năm và sau đó thì các bạn tiếp tục tham gia cái khóa 6 tháng để mà có thể thực hiện được cái sản phẩm bài tập nhóm như thế này. Và hàng năm thì 3Sense đều có những cái tác phẩm sinh viên mà đi tham dự những cái lo buổi phim và liên hoan phim trên khắp thế giới. Nãy giờ thì chúng ta đã cùng nhau xem qua rất là nhiều những cái thành phẩm của các sinh viên mà đang theo học tại 3Sense Media School. Và trong đó có các sinh viên của Việt Nam của chúng ta. Và đây là một trong những điểm mà các bạn có thể thấy là học sinh Việt Nam của chúng ta có thể tạo nên những sản phẩm rất tốt, không hề thua kém những bạn bè khác ở khu vực châu Á và các bạn bè trên toàn thế giới. Cho nên là việc mà chúng ta đang có nguyện vọng theo học những chương trình về thiết kế đồ họa hoặc là thiết kế về nghệ thuật thì chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng và chọn lựa du học Singapore cũng là tại trường 3Sense Media School. Thì chắc có thể là chương trình của chúng ta sẽ không còn quá nhiều thời gian nữa, cho nên là hy vọng là những cái thông tin, những video clip, những cái sự chia sẻ của chị Châu cũng đã phần nào trả lời được câu hỏi là liệu học một năm tại 3Sense thì các bạn có được những kỹ năng và được đáp ứng được đủ tiêu chí tuyển chọn tuyển dụng của các nhà tuyển dụng hay không. Thì hy vọng là những cái thông tin đầu quan mà chị Châu vừa chia sẻ tổng hợp cho mọi người thì các bạn sinh viên và phụ huynh cũng sẽ có được cho mình câu trả lời chính xác nhất về việc là du học ngành thiết kế đồ họa và nghệ thuật chúng ta nên chọn 3Sense Media School để có thể sau một năm các bạn sẽ đạt được những cái thành công mà chúng ta mong muốn, cũng như là có được cho mình một cái portfolio và những cái kỹ năng cần thiết để chúng ta apply vào các công ty và những cái studio hàng đầu trên thế giới. Chúng ta có một vài câu hỏi cho phần Q&A đó Châu ơi. Thì anh xin phép được đọc một số câu hỏi như sau ha. Nói chung là nãy giờ thì chúng ta cũng đã chia sẻ khá là nhiều và cũng trả lời được rất là nhiều câu hỏi rồi. Hiện tại thì chúng ta có một câu hỏi của bạn Hera Min là có thể chia sẻ về vị trí và cơ sở vật chất của nhà trường được hay không. Thì câu này chắc là anh sẽ thay mặt chị Châu trả lời cho bạn Hera là nãy giờ thì chúng ta cũng đã có thể thấy được về cơ sở vật chất của nhà trường rồi thông qua những video clip mà chị Châu chia sẻ. Chúng ta sẽ có được việc sử dụng là những cái máy tính cũng là toàn bộ những cái phần mềm chuyên dụng cho việc mà chúng ta học tập về những cái mảng thiết kế trong suốt quá trình học tập tại 3Sense Media School. Thứ hai là vị trí của trường thì hiện tại trường đang đặt ở số 6 đường Elton Sang của Singapore, là khu vực ngay cái bến tàu gần Clarke Quay. Nó là một trong những khu vực trung tâm của Singapore và khu vực này có rất là nhiều tòa nhà cao tầng và khu vực này cũng có được một cái khoảng và một cái gọi là một khoảng sân kế bên bờ sông để các bạn sinh viên của chúng ta sau mỗi giờ học các bạn có thể tập trung để mà cùng nhau làm bài tập tại khu vực này, rất là thoáng mát và rất là thoải mái ha. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Karen là em đam mê phim Marvel, liệu học ngành nào sẽ có thể làm việc trong môi trường như vậy, liệu học xong thì có thể apply vào làm tại Marvel Studio được không ạ? Thì câu này chắc là để cho chị Châu trả lời ha. Ok, vậy thì Châu sẽ giúp trả lời cái câu hỏi của bạn nha. Nếu mà em đam mê về mảng phim điện ảnh ấy, thì em hoàn toàn có thể tham gia cái khóa 3D Animation and Visual Effects, tại vì là trong cái khóa đó thì nó sẽ khác với những khóa khác ở chỗ là nó sẽ tập trung vào cái đồ họa dành cho phim và em sẽ được học những cái đồ họa có nghĩa là đồ họa độ phân giải cao này. Nếu mà em muốn làm modeling là dựng hình, hay là ví dụ như là em muốn làm về Visual Effects là kỹ xảo, thì em có thể chọn cái chuyên ngành về Visual Effects. Và đặc biệt là nếu mà sau này em muốn làm những cái bộ phim của Marvel ấy, thì có một tin vui cho em, đó là trên thực tế Marvel Studio bản thân họ cũng không chỉ tạo ra những cái bộ phim đó một mình họ đâu, mà họ sẽ cần phải outsource, có nghĩa là cần phải nhờ đến cái sự giúp đỡ, sự hỗ trợ từ các studio bên ngoài nữa. Thế nên là sẽ có những cái studio mà họ chuyên làm chuyên làm phim cho Marvel, hoặc là bản thân Imaginary Friends Studio là cái studio mà
phối hợp cùng với cả 3D Sense để thiết kế ra cái khóa Concept Design Illustration, và cũng có những giảng viên của Imaginary Fan Studio đang giảng dạy tại 3D Sense. Thì studio đó họ chuyên về mảng Marvel Comics nhiều hơn, và họ cũng bản thân về cái mảng phim điện ảnh thì đôi khi là họ cũng có hỗ trợ thêm cho Marvel Studios để thực hiện những cái tốc phim của họ. Vì thế nên là em hoàn toàn có thể mình chưa chắc là phải vào Marvel Studio để làm việc, mà chúng ta vẫn có thể làm việc các dự án và được chạy credit tên của mình ở cuối phim. Đó thì đây là một cái tin vui cho em. Và trên thực tế là chị cũng có một lời khuyên như này, có nghĩa là tùy thuộc vào các bạn nha. Các bạn sẽ có những bạn mà khi mà mới ra trường thì các bạn muốn làm ở những studio nhỏ, chưa có quá nhiều danh tiếng nhưng mà được làm rất nhiều dự án khác nhau để cho tay nghề của bạn có thể cứng đã, rồi các bạn mới tiến tiếp đến với những cái studio lớn hơn và chuyên về một mảng nào đó, như là Marvel Studio. Rồi có những bạn thì lại thích làm một studio lớn ngay từ đầu, thì các bạn sẽ chỉ được làm chuyên môn hóa một mảng thôi và sẽ không được khám phá quá nhiều mảng trong cái lĩnh vực làm phim điện ảnh. Thế thì cái lựa chọn đó là tùy thuộc vào em. Tuy nhiên thì là chúng ta sẽ cần phải định hướng ngay từ bây giờ xem là chúng ta thiên về cái mơ ước của mình như thế nào hơn, và cộng thêm với việc là chúng ta cũng cần phải hiểu là Marvel Studio hay là bất cứ studio nào thì cũng giống như là Disney chẳng hạn, họ cũng sẽ có một cái độ tuổi nhất định, họ cần có một cái độ chín nhất định trước khi mà họ có thể tham gia vào cái khâu sản xuất chuyên nghiệp. Ví dụ như là chị sẽ nói luôn là ví dụ như Disney Studio chẳng hạn, thì có anh Benson Shum vừa rồi á, chị có chia sẻ cái buổi talk của anh, thì anh Benson Shum lúc mà anh ấy tham gia vào Disney là anh cũng đã tầm 40 tuổi rồi, và anh ấy là người trẻ nhất trong studio của Disney. Đó thì em cũng có thể hiểu được là ngay khi mà chúng ta tốt nghiệp thì có thể là chúng ta chưa thể vào ngay Marvel, chúng ta chưa thể vào ngay Disney, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có những cơ hội để được làm việc trong những cái dự án của họ. Thế nên là miễn là em có vạch ra một cái con đường phát triển cụ thể cho mình và chúng ta theo đuổi, chúng ta quyết tâm để mà nỗ lực đạt được những cái tác phẩm ấn tượng, cũng như là sẵn sàng có những cái thái độ làm việc hợp tác với cả các bạn đồng nghiệp, thì chúng ta sẽ đạt được ước mơ của mình thôi. Ok, có một câu hỏi tiếp theo là có một bạn này, chắc là bạn cũng đã tìm hiểu khá kỹ về 3D Cinema School đây. Thì bạn cho thấy là học phí của trường khá là cao, vậy thì có bắt buộc là đóng full một năm không ạ? Vâng, thế thì đối với câu hỏi này thì là Châu sẽ chia sẻ lại một chút là học phí của trường mình là 41.448 đô sinh đúng không ạ? Và cái mức học phí này thì chúng ta không bắt buộc phải đóng ngay lập tức trong trước khi mà chúng ta bắt đầu học tại 3D Sense, mà chúng ta có thể chia làm một số cái đợt đóng khác nhau. Ví dụ như là chúng ta có thể chia làm hai lần đóng, thì khi mà em chuẩn bị hoàn thành 6 tháng đầu tiên thì em mới phải đóng cái đợt tiếp theo, hoặc là chúng ta có thể xin đóng thành 3-4 lần. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần phải áp dụng trả thêm một cái mức phí xử lý admin cho cái lần đóng từ 3 trở lên, có nghĩa là rơi khoảng tầm 20 đô cho mỗi lần đóng bổ sung đó. Thì đấy là tùy thuộc vào chúng ta thôi. Tuy nhiên thì là chị hy vọng rằng là một khi mà bạn đã quyết tâm theo học tại 3D Sense thì cái thời lượng nó cũng chỉ có một năm thôi, và chúng ta sẽ dành toàn tâm toàn ý vào để học tập và có thể theo đuổi được hết cái chặng đường năm đó. Rồi, vâng, cảm ơn chị Châu rất nhiều vì những sự chia sẻ rất là cụ thể dành cho các bạn sinh viên mà đang quan tâm đến chương trình tại 3D Sense Media School. Thì đến đây thì thời lượng của chương trình đã không còn nữa, cho nên là Quang xin phép được kết thúc chương trình webinar cùng với 3D Sense ngày hôm nay. Hy vọng là những thông tin mà chúng tôi mang đến sẽ giúp cho quý phụ huynh và các bạn học sinh chúng ta có được thêm những cái nhìn tổng quan về chương trình học, cũng như là trả lời được thắc mắc là liệu trong một năm học thì sinh viên của chúng ta sẽ đạt được những thành công gì. Hy vọng là sẽ sớm gặp lại bạn Châu và những số webinar lần sau chúng ta chia sẻ về những cái ngành cụ thể của 3D Sense ha. Thì xin phép được chào tất cả quý phụ huynh và các bạn học sinh. Hy vọng sẽ gặp lại mọi người thật sớm trong những số webinar lần sau của Hàng Lương. Châu có gửi lời chào đến mọi người nhé.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn tất cả quý phụ huynh và các bạn học sinh, cũng như là cảm ơn anh Quang đã đồng hành cùng tôi trong cái buổi webinar này hôm nay. Thì rất mong là trong những số tiếp theo 3D Sense có mặt thì cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của quý phụ huynh và các bạn học sinh cũng như là Hằng Lương nha. Chúc rồi, mọi cảm ơn người có thật nhiều sức khỏe, năm mới có thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn được may mắn ạ. Ok, cảm ơn Châu. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào.